do một loạt thành viên mắc Covid-19, huấn luyện viên Đinh Thế Nam gọi 6 cầu thủ từ Việt Nam để đá trận quyết định vé bán kết U23 Đông Nam Á với Thái Lan. 6 cầu thủ được bổ sung gồm Phan Tuấn Tài, Việt Theo, Đinh Quý, Quảng Nam, Vũ Đình Hai, Phù Đồng, Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Thành Nhân và Trần Bảo Toàn, Hoàng Anh Gia Lai. Các cầu thủ phải tập huấn. Các cầu thủ phải tập trung gấp, làm xét nghiệm COVID-19 rồi bay sang Campuchia ngày 22 tháng 2, đúng ngày diễn ra trận đấu Thái Lan, VFF cho biết. Do các cầu thủ trong danh sách bổ sung sẽ phải chờ xét nghiệm PCR khi sang Campuchia nên khó có thể kịp đấu Thái Lan. Tuy nhiên, họ sẽ giúp đội có lực lượng tốt hơn nếu vào bán kết. Cơ hội đi tiếp của thầy trò Đinh Thế Nam đang rất lớn. Với hiệu số dương 7, Việt Nam đang đứng đầu bảng C và sẽ đi tiếp nếu có điểm trong trận đấu Thái Lan. Đội tuyển cũng vẫn đi tiếp nếu thua với cách biệt dưới 7 bàn bởi khi đó, dù cùng nhì bảng, Việt Nam có thành tích hơn đội nhì bảng A Campuchia.